Rồi, hello, chào mọi người. Thì clip này mình sẽ làm cái clip test sơ lại cái con cái bộ dàn Onkyo 775 đánh cặp loa 112 NFX này để giao nha mọi người. Đó thì bộ này đã có khách chốt rồi. Và vài ngày trước thì mình có về thêm một cái ổ cứng Sony 1T3 người đây nè. Đây nè. 1T3. Thì khách cũng tiện, khách mua cái bộ vàng này nó chưa được ổ cứng nên là khách mua thêm cái ổ cứng này luôn mọi người. Một cái ổ cứng mà nội địa Nhật thì mình test mình cảm thấy cực kỳ tốt luôn mọi người thấy không? Rất là chắc chắn rồi, 1T3. Đây mình thấy không? 1T3 mọi người, có ở ngoài này nó có chống sốc này, đó 1T3 Sony này. Và cái dây nguồn nó rất là chắc chắn. Ở dưới đây thì có một cái cổng vào và hai cái cổng này là hai cái cổng gì đó mình cũng không rõ. Rồi thì mình cũng đã chép tầm 950 ghi nhạc cho khách rồi. Thì bây giờ mình sẽ chủ yếu test trên cái ổ cứng này. Đó thì mình gắn vào mình chọn cái ổ cứng thì nó bắt đầu nó hiển thị cái thư mục lên nè mọi người. Thì khi đó trên cái app trên điện thoại nè mọi người, trên điện thoại thì mình sẽ truy cập được và nó sẽ hiện ra tất cả những cái folder nha, cái folder mọi người, cái folder thấy không? Đó thì mình chép rất là nhiều vào đây. Đó, thì mình có thể mình lựa chọn một ca sĩ nào mình thích và mình hát thôi. Đó, ví dụ như là đây là những cái thu thu mục cha thôi, thu mục mẹ ngoài rồi. Còn mình bấm vào nó sẽ là những cái thu mục nhỏ bên trong rồi. Ví dụ như là khách yêu cầu mình chép Trần Thái Hòa và những ca sĩ trẻ như Phương Thảo thì mình có được một ít nhạc của Trần Thái Hòa. Mình sẽ mở hôm nay mình sẽ mở cái Trần Thái Hòa cho mọi người nghe thử nha. Rồi, ok, theo cái thị hiếu yêu cầu khách luôn. Rồi Trần Thái Hòa này thì hình như là một cái ca sĩ trẻ của Asia mọi người. Đó thì cái bộ dàn này sẽ thao tác hoàn toàn trên cái app trên điện thoại cho mọi người, tất cả chức năng luôn á. Cái định dạng này đang là định dạng CD mọi người. CD nên là nó sẽ là 16 bit nha. Đó mọi người thấy không? 44.1 16 bit. Mọi người qua bài nha mọi người. Dối mình
cho tình càng thêm say. Tiếng hát bay trên hàng phố vâng quơ. Ok, cái bà Dalene này người, bà Dalene lại là người người Mỹ nha mọi người, người Mỹ 100% mọi người. Chắc cũng nhiều người biết cái ca sĩ Dalene này. Thì cô này là một người Mỹ rạc luôn, không có một cái lai Việt gì nha, nhưng mà lại hát nhạc Việt rất là hay mọi người. Và cô ấy trình diễn những cái bài với lại một cái giọng khá là ngọt ngào người, cái Dalene này. Đó nên mình mở thử một cái album Lệ Đá của Dalene cho mọi người nghe thử nha. Chơi cái bộ vàng này, cái giá trị của nó là mình khiển toàn bộ trên điện thoại. Nhưng trên điện thoại mình sẽ thao tác được tất cả những cái tác vụ luôn, âm thanh, chỉnh bass trap qua bài, hay là chọn những cái nguồn nhạc đều được như người. Đó, ví dụ như là mình bấm qua đây đi, mình chọn đó, những cái tác vụ khác thì nó cũng hiện ở đây luôn người. Đó, như mình nói đó, những cái tác vụ khác. Ví dụ như mình muốn chơi những cái khác như CD, line, hay là network, hay là Bluetooth, hay radio gì, tất cả nó trên đây nha, trên đây hết. Nên là rất là tiện luôn. Đây là cái album của Audio Space của Bích Ngọc. Hãy vui trong tình cuối, tiếc chi
chuyện lứa đôi, cánh hoa tình ấy tàn theo năm tháng, sáng ai mờ khuất dần theo dĩ vãng, tiễn đưa tình lỡ đi vào quên lãng, đắng cay chồng chất nỗi sâu riêng mang. Biết ai còn nhớ tình yêu thứ nhất, biết ai còn nhớ tình xưa chất ngất. Album của Minh Đức mọi người, cũng là một cái đĩa của Audio Space nha.
này là ca sĩ Diệu Hiền, cũng của Audio Space nha mọi người. Một ca sĩ của Audio Space nhìn khá là dễ thương. Thì mọi người lưu ý tất cả những cái file trích xuất từ những cái đĩa gốc Audio Space thì là 16 bit hết nha mọi người. Ngoài sông vắng nước dâng lên hồn muốn chung nơi em đó không chiều mưa đứng cao còn gì nữa đâu sương mù đã lâu em đi về cầu mưa ướt áo đường phượng bay. Chân mòn trên phiên du người ngồi đó xin mưa đầy. Rồi ok, đó thì mình dừng test ổ cứng đây mọi người. Đó, gần như là đã hoàn thành cái một test ổ cứng. Ổ cứng thì 1 TB, 1 TB thì nó đọc rất là khỏe mọi người. Thậm chí nó đọc được 2 TB, 4 TB nó vẫn đọc được mọi người. Thì mọi người lưu ý là trong cái lúc đọc nó sẽ thao tác chậm hơn thôi mọi người. Khi mà lúc mà nó đọc cái này nó nhé thì mọi người đừng có thao tác gì cả, nó sẽ bị treo máy nha. Rồi thì ngoài ra còn lại thì con này có dãy mã optical in để mọi người nghe nhạc từ TV rất là tiện. Và nó có dãy mã 24 bit nha mọi người, 24 bit, và một con dãy mã AK khá là xịn á, rất là xịn luôn á, nên là mọi người yên tâm nghe nhạc cực kỳ hay. Bluetooth. Rồi cái mạch âm ly con này nó đăng ký một cái bản quyền mới là cái mạch 3 pha nha mọi người, bitstream nha mọi người. Đó, một cái mạch mới cùng với lại rất là nhiều công nghệ trong đây. Rồi ok, dàn này thì đã bán rồi nhưng mà sau này vẫn còn về thêm nhiều người, nên là mọi người có nhu cầu mua những cái dàn như thế này thì có thể liên hệ mình nha mọi người, và chỉ cần kết bạn Zalo đi thì mình khi mình đăng bài lên đó, thì mọi người sẽ thấy, mọi người sẽ rất là dễ chốt đơn. Rồi, một cái bộ dàn rất là hay của Onkyo, đáp ứng tất cả tiêu chí nghe và nhìn nha mọi người, nghe và nhìn luôn. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi nha.